Tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Hùng. Ngày hôm nay trong chuỗi series chia sẻ về những thông tin thị trường của bất động sản của tỉnh Khánh Hòa. Ngày hôm nay tôi Hùng sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị về một thông tin vô cùng là sốc dĩa luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là một bài báo mới lên vào thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2023 mà Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa. Chúc mừng cho những anh chị nào đang trông chờ vào quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 318 phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 và 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, đến năm 2030 Khánh Hòa có hai đô thị loại một là thành phố Nha Trang và đô thị mới Cam Lâm, một đô thị loại một là thành phố Cam Ranh và một đô thị loại ba, hai đô thị loại bốn và các đô thị loại năm. Trong đó thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân của tỉnh, ở thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại sinh thái đẳng cấp quốc tế, huyện Quảng Ninh trở thành đô thị du lịch biển đảo cao cấp, thị xã Ninh Hòa là đô thị về công nghiệp, huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa, truyền thống. Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dịch vụ du lịch biển quốc tế là một tăng trưởng, ở trung tâm của du lịch duyên hải Nam Trung Bộ, ở Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, GDP tăng quân tăng, người đặt nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất của cả nước, quy mô dân số trung bình khoảng 1,4 triệu người, số lao động có việc làm tăng theo bình quân hàng năm tăng 1.000 cho đến 12.000, 11.000 đến 12.000 người, tỷ lệ lao động mà qua đào tạo là 90%. Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, là đô thị thông minh, bền vững bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, là một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu lục, ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2030-2050 đạt khoảng 5% trên năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2050 đạt 690 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 75 đến 80%. Đây là một góc ở khu vực Nam Văn Phong, đây là một góc của khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, đúng không ạ? Muốn đạt được mục tiêu trên, thời gian tới Khánh Hòa phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiện đại hóa các ngành dịch vụ, phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển du lịch cảng biển, vận tải biển và logistics gắn với sự phát triển hạ tầng cảng biển và giao thông, đồng thời thúc đẩy phát triển về công nghiệp trên cơ sở khai thác tốt hơn các tiềm năng của tỉnh gắn với xu thế phát triển công nghiệp về chế biến chế tạo của cả nước, phát triển hệ thống đô thị hóa theo hướng thông minh, bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu của cả nước và nước biển dân. Đây là một cái bài báo ở về chính phủ đã đồng ý về phê duyệt quy hoạch chi tiết của tỉnh, và trong giai đoạn sắp tới thì chỉ còn 1-2 ngày tới là Khánh Hòa cũng là kỷ niệm 370 năm ngày giải phóng thành lập của thành phố Nha Trang, mùng 2 tháng 4, cũng là thì có rất nhiều những cái sự kiện. Thế nhưng quý cô chú anh chị nào mà có muốn tham dự những cái lễ hội như vậy thì có thể là liên hệ sớm ha, thì sớm là chúng ta có thể là chiêm ngưỡng những cái màn bắn pháo hoa cũng như là những cái tiết mục văn nghệ rất là hay của tỉnh cũng như là của thành phố. Rồi trong xu thế đó thì Hùng sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị mà một cái khu vực, một cái quy hoạch khu vực mà hiện tại rất rất nhiều những cái nhà đầu tư đang tìm đến, mà đó là khu phát triển về khu kinh tế ở Vịnh Vân Phong. Đây nè chị ha, đây trong những cái video trước đó thì Hùng có chia sẻ về tiềm năng phát triển kinh tế của ở Vịnh Vân Phong. Vịnh Vân Phong là bao gồm là có hai phần, đó là của huyện Vạn Ninh và của thị xã Ninh Hòa, đúng không ạ? Thị xã Ninh Hòa được coi là Nam Vân Phong và của Vạn Ninh được gọi là Bắc Vân Phong. Và trên đây thì có như anh chị thấy thì cái Vịnh Vân Phong này rất là đẹp, đúng không ạ? Có đường quốc lộ 1A băng ngang qua, có khu du lịch, có sự phát triển về đường sắt, đường bộ, mà mới đây mà mới đây thì trên cái đã hình thành cánh thành con đường quốc lộ 1 mà kết nối từ quốc lộ 1A đi xuống Tầm Môn. Đây là đoạn chị, đoạn này là dài tầm 10 km, đúng không ạ? Đây, cánh thành được rồi, đúng không ạ? Đây, kéo thẳng xuống biển Tầm Môn. Đây, rất là chuyển. Đó. Thì bây giờ thì coi thử là điều chỉnh quy hoạch mới, Thủ tướng phê duyệt thì có cái gì? Hai anh chị ha, có gì hay, có cái gì thú vị cho anh chị về từ đó chúng ta có thể là chọn lựa bằng những cái cơ hội đầu tư cũng như giúp cho anh chị những cơ hội nắm vững cái thông tin hơn trước khi những quyết định đi đầu tư vào Nam Vân Phong và Bắc Vân Phong. Đây là Hùng đang mở cho quý anh chị này, đúng không ạ? Đó, dây cái Hùng mở đây đó, đúng không ạ? Đây, bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 2040, đúng không ạ? Tầm nhìn đến năm 2050, khu kinh tế Vân Phong của Khánh Hòa, đúng không ạ? Đây là cái quy hoạch chung luôn nha quý cô chú anh chị. Chung luôn nha quý cô chú anh chị, Vân Phong chung luôn nha, là bao gồm Nam Vân Phong và Bắc Vân Phong. Đây Hùng phân này. Đây là quy hoạch nha quý anh chị. Thì đầu tiên thì Hùng sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị, đầu tiên đó là về cái Nam Văn Phong trước anh chị ha, để Hùng zoom cho anh chị Nam Văn Phong.
Đầu tiên mà để giúp cho anh chị chúng ta có thể là hình dung rõ hơn về cái này á, thì chúng ta sẽ nắm kỹ các ký hiệu nha quý cô chú anh chị. Thì như lúc ban đầu có chia sẻ thì Nam Văn Phong á là Ninh Hòa sẽ ưu tiên phát triển về công nghiệp anh chị ha. Này đây đây à. Đây này. Đây đây này vậy đấy mà đây này này, bạn nên trở thành đô thị du lịch biển cao cấp thì xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp đúng không ạ? Đó thì cho nên đó là lý do vì sao chúng ta thấy quy hoạch của Ninh Hòa là có rất nhiều những cái cụm công nghiệp, những cái khu công nghiệp phát triển rất là nhiều à, quý cô chú anh chị. Đó. Thì chúng ta sẽ nắm rõ về cái quy hoạch hơn. Đọc ký hiệu trước nha quý chủ tịch. Ký hiệu này. Một cam lợp nha. Một cam lợp đất phát triển dân cư khu đô thị. Màu vàng nhạt hơn một xíu là đất phát triển về dân cư nông thôn. Một cam đậm là phát triển về cam đậm là có những cái vùng, có những cái khu dân cư, những khu vực làng chài. Đó là dân cư sống thì không thể nào vượt toàn bộ khu vực này nữa, thì xen kẽ và xen kẽ những cái khu vực dân cư đó để phát triển về dịch vụ và du lịch anh chị ha. Nên chúng ta thấy cái màu này dân cư xen kẽ này, màu đỏ đỏ không thì phát triển về dịch vụ về công cộng à, dịch vụ về công cộng rồi đất cây xanh đúng không? Đất cây xanh này dễ, chúng ta sẽ dễ nhận biết rồi à, công cộng đất cây xanh hạn chế và các cây xanh chuyên dùng, có thể là ví dụ như là cái rừng chuyên dùng chị ha, rừng chuyên dùng để là bảo vệ môi trường mà ngăn ví dụ như bảo vệ giữa môi trường đất này tránh hiện tượng sạt lở đúng không? Cái rừng tách rừng đó anh chị ha. Rồi màu tím là chúng ta để màu tím này, ở màu tím này là đất phát triển về sản xuất công nghiệp, kho hàng, đúng không ạ? Rồi cái màu xanh da trời là đất trung tâm đào tạo nghiên cứu, đây là những nơi phát triển về mời các chuyên gia về, đúng không ạ? Đào tạo về kỹ sư, đào tạo về những công nhân, đúng không ạ? Về nghiên cứu ra những cái sản phẩm, đây là những cái mô hình gì mới. Ở đất cơ quan trụ sở nhà nước, mà đất cơ quan trụ sở nhà nước, đây là ủy ban nhân dân, đúng không ạ? Vân vân. Rồi đất màu tím đây, màu hồng, màu đậm, các trung tâm y tế. Ở song song đó là chúng ta sẽ có đất là màu xanh lá cây đậm, trung tâm văn hóa thể dục thể thao đúng không ạ? Rồi màu hồng đây là phát triển về dịch vụ và du lịch. Rồi màu xanh đây nữa là đất du lịch sinh thái bảo tồn và phát triển rừng mà các cái sinh thái vân vân vân, các di tích tôn giáo, đất an ninh vân vân. Thì chúng ta gì Ninh Hòa thì chúng ta sẽ quan tâm đến nhất là những khu vực đất ở dân cư đô thị và đất dân cư đô thị và nông thôn, và cái thứ hai đó là đất phát triển về công nghiệp đây, công nghiệp đây đây anh chị em này. À đây thị xã Ninh Hòa là ở đây nha quý cô chú chị, thị xã Ninh Hòa đây, thị xã Ninh Hòa là khu vực này đó. Rồi thị xã khu vực Ninh Hòa này, nếu như quý cô chú chị chúng ta đi từ sân bay quốc tế Cam Ranh chúng ta tới thành phố Nha Trang, chúng ta di chuyển ra phía bắc tầm 30 km thì chúng ta sẽ thấy là thị xã Ninh Hòa. Thị xã Ninh Hòa hiện tại là có những con đường chiến lược của huyết mạch đang phát triển. Thứ nhất chúng ta thấy là gì, đại quốc lộ 26 mà kết nối lên thành phố Ban Thuột, các tỉnh Tây Nguyên, còn quốc lộ 1A đến quốc lộ Bắc Nam rồi đúng không ạ? Tiếp theo rồi chúng ta có thêm là tuyến quốc lộ DT1A đi xuống những cái cụm công nghiệp, công nghiệp đúng không ạ? Quốc lộ 6B cao tốc đúng không ạ? Cao tốc của quốc lộ 6B này có những con đường chiến lược và huyết mạch. Thì vì sao nói là đó là về thị xã Ninh Hòa, đó là những cái con đường sự giao thông vô cùng là thuận tiện. Ông có chỗ chị ha. Bây giờ này, bây giờ thì Hùng sẽ mở quy hoạch cho anh chị chúng ta thấy. Đây, chị thấy không ạ? À, đây, đúng chưa anh chị? Đó, đó, đó cái màu cam này như hồi nãy Hùng nói này. Đây, màu cam này như hồi nãy Hùng nói này. Màu cam này là nơi phát triển về dân cư, dân tâm về đất ở, ha, chị ha. Về đất ở là bao gồm đất ở nông thôn và đất ở thành thị. Màu xanh lá cây thì nó chuyển về về rừng rồi, đó là về đất sinh thái, về công cộng vân vân. Màu cam đây, rồi màu tím đây. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái quốc lộ 26B trước. Dọc dọc nếu như mà có ngôn từ địa phương đó, thì chúng ta lên ngã ba ngoài, đúng không ạ? Ngã ba ngoài thì chúng ta đi về con đường này á, là chúng ta sẽ đi về xuống là Vinashin Hyundai anh chị ha. Ở dưới đây có những cụm công nghiệp đây, đây đó cái đường màu xanh này anh chị này, cái đường màu xanh này dọc dọc hai bên đây thì chúng ta có những gì ạ? Đó đây là một phần là khu dân cư này anh chị này, một phần khu dân cư này, rồi bến xe này đúng không ạ? Cái màu đỏ đỏ này anh chị này, đó bến xe Ninh Hòa này đúng không anh chị?
Bến xe Ninh Hòa đây à, bến xe Ninh Hòa khoảng ở ở đây à, có là gần màu đỏ là các dịch vụ công cộng này, màu đỏ này dịch vụ công cộng này. À. À, đầu tiên là quốc lộ DT65, quốc lộ 26B này, có đường cao tốc này anh chị này, quy hoạch này, Đông Phong này. Đúng không ạ? Thì như anh chị thấy, chúng ta thấy hai bên đây là phát triển là gì ạ? Phát triển về công nghiệp. Toàn bộ phát triển về khu công nghiệp. Gì ha? À, chỉ một phần này là phát triển về khu dân dân cư này. Anh em nói này. Đó. Này, đó, từ quốc lộ 1A này. À, đây đây ngã ba ngoài này, đường đi đi xuống Vinh Sinh ra này, chúng ta đi từ quốc lộ 1A xuống này, bên phía tay phải của chúng ta đi á, đoạn đầu này, đoạn đầu là phát triển về gì ạ? Đất, về đất dịch vụ công cộng này, có khu dân cư này, một phần khu dân cư này hai bên này, tiến tới xuống đây một bụi đỏ này, khu công nghiệp Ninh Diêm này, vậy đó mày đó, khu công nghiệp Ninh Diêm. Cái vùng đây là vùng Ninh Thọ nha anh chị nha, Ninh Thọ. Những anh chị nào mà có đất ở khu vực Ninh Thọ này hoặc là chuẩn bị đầu tư vào khu vực Ninh Thọ này cũng lưu ý giúp cho Hùng nha, và tức là đất có nằm trong khu dân cư hay không, đúng không ạ, có phần cái bị quy hoạch hay không, có thể hiện tại là vẫn là đất ở nhưng mà tương lai là quy hoạch là đất ở khu công nghiệp, anh chị cần lưu ý giúp cho Hùng nha. Đây đó, thì thấy mà này đó, tôi đi xuống bên Diêm này, đường quốc lộ 26B này, đúng không ạ? Quốc lộ 26B này, chị thấy chị tình gì chị thấy không ạ? Thì cũng lưu ý nha, coi thử đất của mình nó có bị dính trong cái cảnh này đó. Hiện trạng này ở đây có hai cái ngã ba, ngã ba một đầu tiên là ngã ba Hyundai thì ha, tôi đi xuống Hyundai thì dọc dọc hai bên Hyundai á là chỉ có một phần quy hoạch là đất ở thôi, xuống đi đây là khu khu công nghiệp Ninh Diêm, chị nhìn chung là đó khu công nghiệp Ninh Diêm này, đó, khu công nghiệp Ninh Diêm này đó, à, đó rất là nhiều phát triển về năng lượng này, khu công nghiệp Tân Thủy này, chị nhìn chung là đó dưới toàn bộ đây phát triển này, dưới tàu bè này đó. Anh chị lưu ý giúp cho Hùng nha. Đó, anh chị nào mà có đất ở khu vực hai bên đây thì chị cần lưu ý. Rồi tương tự. Rồi ngã ba xuống Dốc Lết. Ngã ba xuống Dốc Lết là đa phần hai bên là quy hoạch cây và khu công nghiệp hết, khu công nghiệp Ninh Thọ giờ về đó. Chị ha, đó. Ninh Thọ này. Chị thấy không ạ? Đó, cây xanh này. Chị ha, Ninh Thọ này. Đó. Cũng như đây. Của công nghiệp luôn, chúng ta có một phần là khu dân cư đó, bãi biển Dốc Lết như đây, một hồng đậm là gì đây, cho nên mình nói hồng đậm đây nó có chuyện về công nghiệp hồng đậm, có chuyện về sản xuất công nghiệp kho tàng, là ví dụ như là chúng ta phát triển về những cái hậu cần, mà hậu cần cho cái chuyện về khu công nghiệp như là những cái bãi kho chứa những nguyên vật liệu cho cái phát triển về công nghiệp. Một cái mình có chuyện về khu dân cư, màu đỏ này là phát triển về đó, anh chị cứ không nhớ là chị cứ bỏ như hôm này, các loại đất dịch vụ công cộng này, không ạ, ví dụ như là về nhà hàng, về thương mại dịch vụ quán chị ạ, à? Về nhà hàng, quán cà phê, resort, vân vân, những ngành công nghiệp ưu tiên phát triển về đó. Đây là ngã tư Thái Bàn, ngã tư Thái Bàn là để đi xuống cảng Hòn Khói chị ha, xuống cảng Hòn Khói này, xuống Mũi Dùng là xuống Đông Hải này, đúng không ạ? Đó, giờ đây nói là đầu tư vào khu vực này anh chị cần phải nắm 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 rõ cái quy hoạch ở ngay chỗ cái ngã tư Thái Bàn này này. À, ngay chỗ ngã tư Đá Bàn này, à, nếu như chúng ta đi từ quốc lộ 1A đi hướng từ Nha Trang đi ra, thì phải là chúng ta sẽ xuống cảng Hòn Khói, để trái chúng ta gọi đi lên là Ninh An, lên Ninh Sơn, thì ngay tại cái ngã tư đây, ngay tại ngã tư đây, thì thấy gì không ạ? Khu công nghiệp Ninh An, ngay cả góc tư này, đó, chị thấy những cái dòng điện cao mà đó. Rồi tiếp theo là chúng ta ra gọi là khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, đó đấy mà đó, thì thấy mà một cứ anh chỉ có để ý cho Hùng là một tiếng là bất khu nghiệp màu cam, khu dân cư màu đỏ là phát triển thương mại và dịch vụ. À, đây rồi
Đó là năm ông Phong anh chị ha, anh chị cứ lưu ý tiếp cho Hùng. Nó có nhiều cái quy hoạch nhưng mà anh chị cứ để ý cho Hùng là thứ nhất là gì, màu cam là khu dân cư, phát triển khu dân cư đúng không? Rồi màu tím phát triển về khu công nghiệp, màu đỏ thương mại dịch vụ anh chị ha. Đó, cứ màu xanh lá cây thì phát triển về công viên rồi vân vân vân, giúp anh chị chúng ta càng dễ dàng hình dung. Và thì như vậy thì quy hoạch ở khu vực này thì ở Nam Văn Phong thì chúng ta có những gì ạ? Ở khu khu công nghiệp Thiên An này, khu công nghiệp Thiên An này, khu công nghiệp Dốc Lá Trắng này, rồi Linh Diêm này, khu công nghiệp Linh Diêm này, lại cụm công nghiệp Ninh Thủy này. Chị thấy bây giờ rất rất nhiều những cái dự án khu công nghiệp đúng không ạ? Thì khi mà phát triển những khu công nghiệp này chắc chắn thì số lượng nhân công về đây, người dân về đây sinh sống làm việc và rất là tương đối là nhiều, chưa kể là những cái loại hình phát triển về du lịch như biển Chất Lết đúng không ạ, rất là tiềm năng. Quý chú chị ha, đó nên khi hiện tại mà anh chị đầu tư vào Nam Văn Phong, anh chị cần lưu ý giúp cho Hùng, anh chị cần phải nắm vững cái quy hoạch giúp cho Hùng cái để chúng ta không phải mua những cái bất động sản bị dính vào những cái quy hoạch đúng không ạ. Quy hoạch là ở Dốc Lá Trắng này, Dốc Lá Trắng thì lấy luôn cả vùng ba bởi vì rất là thuận tiện đúng không ạ. Đó, đó. Rồi đó là của Nam Văn Phong nha quý cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra là Nam Văn Phong, Bắc Văn Phong. Bắc Văn Phong thì còn kinh khủng hơn nữa quý anh chị, mình sẽ chia sẻ trước cho quý anh chị. Khu công nghiệp Văn Lương này, Vạn Lương này, Vạn Lương, Vạn Lương, Vạn Thắng này, rất là nhiều khu công nghiệp. Cũng chỉ chia sẻ sơ cho quý cô chú anh chị thôi, mà video cũng tương đối dài. Thì trong video tới thì Hùng sẽ chia sẻ cho anh chị về Bắc Văn Phong anh chị ha. Xin cảm ơn tất cả quý xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi cái đoạn video clip chia sẻ về cái quy hoạch của Nam Văn Phong cũng như là thủ tướng đồng ý phê duyệt chính sách quy hoạch của kinh tế Văn Phong. Nếu như quý chú anh chị nào cần Hùng hỗ trợ thêm thông tin gì hãy để lại comment phía bên dưới hoặc kết nối với Hùng qua số điện thoại Hùng sẽ để trên màn hình, Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cho quý chú anh chị.